Khi bị viêm loét dạ dày thì người bệnh thì thường rất là hay hoang mang và không biết dùng loại thuốc nào để điều trị bệnh. Việc lựa chọn phương pháp điều trị bệnh là vô cùng quan trọng và cần thiết. Hiện nay sử dụng phương pháp cây thuốc nam để điều trị bệnh theo y học cổ truyền là một giải pháp được rất là nhiều bệnh nhân áp dụng do tính ưu việt của nó. Hôm nay ở video này thì Thảo Dược Đức Thịnh sẽ chia sẻ những lý do các bạn nên sử dụng chè dây khi bị bệnh dạ dày. Lý do thứ nhất là đã có rất là nhiều những nghiên cứu thực tiễn đã chứng minh chè dây rất là tốt cho những người bị mắc bệnh viêm dạ dày. Chè dây đã trải qua rất nhiều công trình nghiên cứu cấp bộ và cấp nhà nước. Trong đó, nghiên cứu của Trường Đại học Dược đã xác định chè dây từ một cây thuốc mộc hoang thành một cây thuốc đã có tên trong danh mục những cây thuốc Việt Nam. Các nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam mà tiêu biểu là công trình nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Trung ương, nghiên cứu đã chứng minh rằng chè dây có những tác dụng như sau. Chè dây có tác dụng diệt vi trùng, vi khuẩn, làm giảm độ axit trong dạ dày, tác dụng chống viêm loét và nhanh liền sẹo, cắt các cơn đau do viêm loét dạ dày, hành tá tràng. Các nghiên cứu trên cho thấy chè dây là một vị thuốc rất là ưu việt trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh viêm loét dạ dày, hành tá tràng. Lý do thứ hai là thực tiễn rất nhiều bệnh nhân bị viêm loét dạ dày và đã sử dụng chè dây và cho kết quả rất là tốt. Đã có hơn 93% bệnh nhân sử dụng nước sắc từ chè dây đã bớt đau, bệnh đã tiến triển rất là nhiều. Có tới 44% những bệnh nhân mắc bệnh viêm loét dạ dày, hành tá tràng sử dụng chè dây sau một thời gian thì đã khỏi hoàn toàn. Chỉ sau từ 6 đến 9 ngày sử dụng thì người bệnh đã bớt đau hơn trước rất là nhiều. Chè dây có tính bình, do vậy sử dụng chè dây hàng ngày thay nước trà thì không ảnh hưởng tới dương khí và sinh lý. Chè dây là một cây thuốc phát triển tự nhiên ở vùng núi Tây Bắc và rất là dồi dào ngoại tự nhiên, do vậy sử dụng chè dây rất là sạch sẽ và an toàn. Lý do thứ ba là hiện nay chè dây có giá bán rất là rẻ. Do nguồn cung cấp mà chè dây ngoài tự nhiên rất dồi dào và cây có sức chịu đựng tốt, khả năng phát triển mạnh mẽ, nên chè dây hoàn toàn được thu hái từ tự nhiên nên rất là sạch sẽ và có giá bán rất là rẻ. Chè dây sinh trưởng và phát triển trong tự nhiên ở các sườn đồi vùng Tây Bắc. Do vậy thì người dùng có thể hoàn toàn yên tâm là có thể uống chè dây lâu dài và uống hàng ngày. Lời khuyên của chúng tôi là nếu như bạn hoặc là người thân đang mắc bệnh viêm loét dạ dày thì hãy sử dụng chè dây để thấy rõ hiệu quả của cây thuốc này trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ dày, hành tá tràng.